Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình UMC 360 độ lần thứ 7 với chủ đề vaccine phòng bệnh cho người cao tuổi và người bệnh mãn tính. Một trong những phương pháp phòng bệnh tối ưu hiện nay chính là tiêm vaccine. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lầm tưởng, chủ quan về việc tiêm vaccine khiến nhiều người cao tuổi mắc bệnh mãn tính không được bảo vệ tối ưu, dẫn đến nhiều hậu quả đối với sức khỏe. Tại phần tọa đàm, các bác sĩ đã giúp người tham dự tìm hiểu về những lợi ích khi tiêm vaccine cho người bệnh cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, như giúp bệnh nền đang mắc không diễn tiến xấu hơn, giúp bảo vệ sức khỏe những căn bệnh nguy hiểm đang bùng phát, ít tốn kém, giúp tiết kiệm chi phí điều trị và giúp người lớn tuổi không trở thành nguồn lây bệnh trong gia đình.